tay đó, chân tay đó, trời ơi. Hai cha con giống gì chào xuống tay nha. Hello, bữa nay sinh nhật của Lam, của Mia nè. Đâu biết là sinh nhật. Sinh nhật thì những ngày này nè là sinh nhật của Mia đó. Đó, sinh nhật Mia tròn 1 tuổi nè. Mia tròn 1 tuổi nữa. Chú vào cái mặt đây. Chú vào cái mũi đó. Chê con buồn hay không? Chú chê con buồn luôn. Ủa, đi làm mầm rồi hả? Có, đứng dựng cứng rồi. Đứng dựng cứng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tại nó mới có 12 tháng ha. Chưa mà. Đúng rồi, Mia. Mà cứ đứng đồ. Đứng dựng được rồi, ngon rồi. Dịnh dịnh đi khắp nơi rồi. Đoạn này khi nào mới biết đi? Anh này là bà rồi, đứng dựng lên được rồi. Bà rồi, dịnh dịnh ghế dịnh bàn đứng rồi. Biết sao không? Cái hạt thì đẹp nhưng mà cái chỗ này nè, mấy cái này nè. Đó. Là đeo đi thường cũng được không? Đeo thường cũng được không? Mà mặc dù chị chỉ rửa chén thôi á. Rửa chén giặt đồ sơ sơ thôi, có làm gì nhiều đâu. Mà nó không được đẹp thấy không lắm. Cứ là mang. À. Thôi cắt đi, đem đám cưới thì mang. Tại ba rửa chén anh nó bị róc mà. Không, rửa chén thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà nó vậy.